Diêu Doanh Doanh, sinh ngày 4 tháng 1 năm 1972 tại Singapore, là người Hoa Singapore và là nữ diễn viên Hồng Kông. Năm 1991, Diêu Doanh Doanh tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ với tư cách là Hoa hậu Singapore. Năm 1992, cô quay MV đầu tiên Chân ngã phong thải, nam chính là Lưu Đức Hoa. Năm 1994, Diêu Doanh Doanh tham gia cuộc thi Hoa hậu Singapore và đạt được danh hiệu Miss Fitness và Miss Elegant. Cùng năm đó, cô đại diện Singapore tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ tại Hồng Kông. Năm 1995, cô trở thành thính giả của khóa đào tạo nghệ sĩ TVB khóa thứ 8 và ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ của đài truyền hình TVB Hồng Kông. Ngày 6 tháng 5 năm 1996, cô tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên 900 Trọng án truy hung được phát sóng. Năm 1997, cô tham gia bộ phim Thập vạn họa cấp được công chiếu. Bộ phim này đã giành giải biên tập xuất sắc nhất và hiệu ứng âm thanh xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 17. Năm 1998, cô tham gia bộ phim truyền hình do Thích Kỳ Nghĩa đạo diễn Thiên Địa Hào Tình được phát sóng. Diêu Doanh Doanh nhận được đề cử giải cặp đôi xuất sắc nhất tại lễ trao giải TVB Vạn Thiên Tinh Huy cho vai diễn Apple, một nhân vật mắc bệnh nan y. Năm 2002, Diêu Doanh Doanh nhận đề cử nữ nghệ sĩ tiến bộ vượt bậc tại lễ trao giải TVB Vạn Thiên Tinh Huy với bộ phim Tình Khiên Bách Tử Quỷ. Tháng 1 năm 2006, cô tham gia bộ phim cổ trang Thi Công Kỳ Án do Âu Dương Chấn Hoa đóng chính, trong đó cô thủ vai giả Tú Ngọc. Năm 2018, Diêu Doanh Doanh tham gia bộ phim truyền hình Cứu Thê Đồng Học Hội. Năm 2020, cô tham gia bộ phim truyền hình Sân Bay Đặc Cảnh. Năm 2022, bộ phim cổ trang Phì Tử Điện Hạ do cô tham gia được phát sóng lần đầu tại Hồng Kông, trong đó cô thủ vai Phong Tứ Nương. Năm 2023, cô tham gia bộ phim tình cảm sủng ái Pet Pet do Trần Diệu Toàn đạo diễn và được phát sóng lần đầu tại Hồng Kông. Đời tư của Diêu Doanh Doanh, ngày 30 tháng 6 năm 2011, Diêu Doanh Doanh sinh hạ một bé trai nặng 9.2 pounds tên Evan. Trước đó, cô đã hẹn hò với bạn trai ngoài ngành giải trí suốt 8 năm và việc mang thai là một bất ngờ ngoài ý muốn. Diêu Doanh Doanh con trai 13 tuổi của cô lại đoạt huy chương vàng trong cuộc thi bơi, cơ bắp nâu đồng nổi bật, danh tính cha ruột vẫn được giữ bí mật. Năm 1991, Diêu Doanh Doanh vì ngoại hình xinh đẹp và khí chất nổi bật đã đoạt giải Hoa hậu Singapore. Khi đó, mọi người đều nghĩ rằng cô đẹp đến khó tin, tiền đồ vô lượng. Sau đó, cô được Diêu Vịnh Nghi, một nhân vật lớn trong giới giải trí Hồng Kông, chú ý và đưa cô sang Hồng Kông, ký hợp đồng với TVB, trở thành một thành viên của khóa đào tạo nghệ sĩ thứ 8. Không lâu sau, cô trở thành một trong ngũ đại mỹ nhân được TVB lăng xê. Thế nhưng, cuộc đời nào có thuận lợi như thế? Sự nghiệp của Diêu Doanh Doanh không bùng nổ như kỳ vọng, cho đến vài năm gần đây, cô mới quay trở lại với sự chú ý của công chúng nhờ vai diễn trong Ai Hồi Gia Chi Khai Tâm Tốc Đệ, sự kiên cường và tình yêu của người mẹ đơn thân. Năm 2011, Diêu Doanh Doanh vượt qua một bước ngoặt lớn trong đời, cô sinh con trai Evan cho bạn trai ngoài ngành sau 8 năm hẹn hò. Đây là câu chuyện của một người mẹ đơn thân, Diêu Doanh Doanh không tiết lộ gì về cha của đứa trẻ và một mình gánh vác trách nhiệm nuôi con. Cuộc sống của cô hoàn toàn xoay quanh Evan, vừa làm mẹ, vừa làm bạn, lại vừa làm thầy giáo. Trong quá trình này, Diêu Doanh Doanh đã thể hiện sự kiên cường và tình yêu vô điều kiện của người phụ nữ. Cô dùng cách của mình để che chở cho con trai, sự trưởng thành và thách thức của Evan. Khi còn nhỏ, Evan đã gặp phải khó khăn. Lúc 2 tuổi, cậu bị mắc bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch, một căn bệnh khá nghiêm trọng, là thử thách lớn đối với gia đình họ. Nhưng Diêu Doanh Doanh không hề sợ hãi, cô khuyến khích con trai rèn luyện thể lực, đặc biệt là bơi lội. Với sự hỗ trợ và đồng hành của mẹ, Evan dần dần chiến thắng bệnh tật và trở thành một tay bơi cừ khôi, thường xuyên giành giải trong các cuộc thi ở trường, đầu tư giáo dục, tình yêu vô bờ của Diêu Doanh Doanh. Để Evan được nhận một nền giáo dục tốt, Diêu Doanh Doanh đã phải đầu tư rất nhiều tiền. Cô gửi con vào một trường quốc tế tại Nam Khu có tên là Singapore, nơi có học phí khá cao nhưng chất lượng giáo dục thật sự tốt. Ngoài các buổi học chính thức, Diêu Doanh Doanh còn đăng ký cho Evan tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa như đọc thơ và bơi lội, thậm chí cô còn đưa con ra nước ngoài học bơi. Tất cả những điều này đều xuất phát từ tình yêu sâu sắc của Diêu Doanh Doanh dành cho con trai,
hy vọng cậu sẽ có một tương lai tươi sáng, cân bằng công việc và gia đình, lựa chọn của Diêu Doanh Doanh. Để nuôi sống gia đình và lo cho con đi học, Diêu Doanh Doanh phải làm việc cực kỳ chăm chỉ. Cô từng đóng tới 10 bộ phim trong một năm, thậm chí còn mắc bệnh cột sống vì làm việc quá sức. Những nỗ lực vất vả này đều là để Evan có một tương lai tốt đẹp. Áp lực từ công việc và gia đình khiến cuộc sống của Diêu Doanh Doanh trở nên khó khăn, nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ sự hy sinh cho gia đình và tình thân. Diêu Doanh Doanh vừa phải lo cho sự nghiệp vừa phải chăm sóc con trai, đến nỗi không có thời gian để đón Tết cùng gia đình. Là một người Singapore, cô đã 15 năm chưa về thăm cha mẹ. Sự hy sinh này khiến cô cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Nhưng vì con trai Evan, cô vẫn kiên cường tiếp tục chứng minh sức mạnh của tình mẫu tử bằng hành động của mình, tương lai của Evan, sự trỗi dậy của một ngôi sao bơi lội. Evan ngày càng xuất sắc, có triển vọng trở thành ngôi sao bơi lội của đảo Hồng Kông. Sự trưởng thành của cậu không chỉ là nhờ tình yêu và sự hy sinh của mẹ Diêu Doanh Doanh, mà còn nhờ vào nỗ lực không ngừng và tài năng thiên bẩm của chính cậu. Evan là một chàng trai đầy tiềm năng, cậu đang từng bước hiện thực hóa kỳ vọng của mẹ và mở ra một con đường tươi sáng cho cuộc đời mình, cuộc đời truyền cảm hứng của Diêu Doanh Doanh. Cuộc đời của Diêu Doanh Doanh phải nói là một cuốn phim truyền cảm hứng. Từ một hoa hậu Singapore đến bước vào làng giải trí Hồng Kông, rồi trở thành một bà mẹ đơn thân kiên cường. Câu chuyện của cô cho chúng ta biết rằng, chỉ cần có tình yêu thì có thể vượt qua mọi thử thách. Câu chuyện của cô chính là nguồn động lực cho những người đang gặp khó khăn. Giúp mọi người hiểu rằng, chỉ cần có quyết tâm và tình yêu, không có gì là không thể vượt qua. Sự nghiệp của Diêu Doanh Doanh, năm 1991, Diêu Doanh Doanh tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ với tư cách là Hoa hậu Singapore. Năm 1992, cô quay MV đầu tiên Chân Ngã Phong Thải, nam chính là Lưu Đức Hoa. Năm 1994, Diêu Doanh Doanh tham gia cuộc thi Hoa hậu Singapore và đạt được danh hiệu Miss Fitness và Miss Elegant. Cùng năm đó, cô đại diện Singapore tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ tại Hồng Kông. Năm 1995, nhờ sự giới thiệu của bạn thân Viên Vịnh Nghi, cô đến Hồng Kông phát triển sự nghiệp, trở thành thính giả của khóa đào tạo nghệ sĩ TVB khóa thứ 8 và ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ của đài truyền hình TVB Hồng Kông. Kinh nghiệm diễn xuất. Ngày 6 tháng 5 năm 1996, Diêu Doanh Doanh tham gia bộ phim truyền hình tội phạm kịch tính 900 Trọng án truy hung do Diệp Thành Khang và Khâu Nam Long đạo diễn, được phát sóng tại Hồng Kông. Ngày 15 tháng 5, cô xuất hiện trong bộ phim Gia đình chân tình, vào vai Trình Tuyết. Ngày 28 tháng 10, bộ phim Cảnh sát hình sự O Ký Thực Lục 2 phát sóng tại Hồng Kông, trong đó Diêu Doanh Doanh thủ vai Jennifer. Ngày 3 tháng 1 năm 1997, cô tham gia bộ phim Hành động Thập Vạn Hỏa Cấp do Đỗ Kỳ Phong và Du Đạt Chí cùng đạo diễn, được công chiếu tại Hồng Kông. Bộ phim này đã giành giải biên tập xuất sắc nhất và hiệu ứng âm thanh xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 17. Năm 1998, cô đóng vai Thái Ngọc trong bộ phim Tình cảm tình nhân trên mạng do Hoàng Vĩ Thanh đạo diễn, được phát sóng tại Trung Quốc đại lục. Ngày 16 tháng 2, bộ phim truyền hình Thiên Địa Hào Tình do Thích Kỳ Nghĩa đạo diễn được phát sóng tại Hồng Kông. Diêu Doanh Doanh nhận đề cử giải cặp đôi xuất sắc nhất tại lễ trao giải TVB Vạn Thiên Tinh Huy cho vai diễn Apple, một nhân vật mắc bệnh nan y. Ngày 14 tháng 1 năm 1999, cô xuất hiện trong bộ phim Hài Bái Lục Lễ Bái được công chiếu tại Singapore. Ngày 1 tháng 5, cô tham gia bộ phim Hài Tình Cảm Xuân Phong Đắc Ý Mai Long Trấn do Lý Quốc Lập đạo diễn, được công chiếu tại Trung Quốc đại lục, với tổng doanh thu phòng vé là 60.000 tệ. Cùng năm đó, cô xuất hiện trong bộ phim Cổ Trang Trinh Thám Tẩy Oan Lục được phát sóng tại Hồng Kông, vào vai Lam Thải Điệp, một tiểu thư ngang ngạnh. Ngày 20 tháng 8 năm 2001, cô tham gia bộ phim truyền hình Thất Tỷ Muội do Tiêu Hiển Huy đạo diễn, được phát sóng tại Hồng Kông. Trong vai Trần Tố Ngọc. Ngày 15 tháng 10, bộ phim Kỷ Niệm của TVB Tầm Tần Ký do Trang Vĩ Kiến đạo diễn được phát sóng tại Hồng Kông, trong đó Diêu Doanh Doanh thủ vai Chu Cơ. Năm 2002, cô tham gia bộ phim Tình cảm tình khiên bách tử quỷ do Lâm Chí Hoa đạo diễn và nhận được đề cử giải nữ nghệ sĩ tiến bộ vượt bậc tại lễ trao giải TVB Vạn Thiên Tinh Huy. Tháng 5 năm 2005, cô tham gia bộ phim Tình cảm tâm lý hữu cá mê do Trịnh Gia Dĩnh đóng chính, trong vai Hình Phong. Tháng 7, cô xuất hiện trong bộ phim Diệu Thái Thục Nữ trong vai Lâm Bội Tư. Tháng 8, cô tham gia bộ phim Mỹ Vị Phong Vân do Sa Thi Mạng đóng chính,
vào vai Du Huệ Tâm. Tháng 9, cô đóng vai trong bộ phim hài phiên Tân Đại Thiếu do Âu Dương Chấn Hoa đóng chính. Tháng 11, cô tham gia bộ phim truyền hình Tùy Thời Hậu Mệnh do La Vĩnh Hiền và Lâm Kiến Tường đạo diễn, trong vai ca. Tháng 1 năm 2006, cô tham gia bộ phim cổ trang Thi Công Kỳ Án do Âu Dương Chấn Hoa đóng chính, trong vai Giả Tú Ngọc. Tháng 3, cô vào vai Tống Diệu Tư trong bộ phim Nhân Sinh Mã Hí Đoạn. Tháng 4, cô xuất hiện trong bộ phim Cao Bằng Mãn Tọa do La Vĩnh Hiền đạo diễn. Tháng 7, cô tham gia bộ phim Hài Tình Cảm Ái Tình Toàn Bảo do Lâm Chí Hoa đạo diễn, vào vai Mạch Đỗ Lệ Quyên. Tháng 11, cô xuất hiện trong bộ phim Đỗ Trường Phong Vân do Trương Kiện Văn đạo diễn và Âu Dương Chấn Hoa đóng chính. Tháng 2 năm 2007, cô tham gia bộ phim Trinh Thám Tội Phạm Lan Hoa Kiếp do Đường Cơ Minh đạo diễn, được phát sóng tại Đức, trong đó Diêu Doanh Doanh thủ vai Cao Lệ Lệ. Ngày 11 tháng 2 năm 2010, cô tham gia bộ phim Hài 72 Khách Trọ do Trương Học Hữu, Tăng Chí Vĩ, Viên Vịnh Nghi và nhiều nghệ sĩ khác đóng chính, được công chiếu tại Trung Quốc đại lục. Với tổng doanh thu phòng vé là 38,16 triệu tệ, ngày 1 tháng 1 năm 2011, bộ phim lịch sử Tình Yêu Nghĩa Hải Hào Tình do Đặng Túy Văn và Lê Diệu Tường đóng chính được phát sóng tại Trung Quốc đại lục, trong đó Diêu Doanh Doanh thủ vai Hoàng Lý Ngọc Quỳnh. Ngày 13 tháng 6, cô xuất hiện trong bộ phim Gia Đình Hiện Đại Đoàn Viên do Trương Kiện Văn đạo diễn, được phát sóng tại Hồng Kông. Ngày 31 tháng 10, cô tham gia bộ phim Gia Đình Kết Phân Lừa Dối do Quang Vĩnh Trung đạo diễn, được phát sóng tại Hồng Kông, trong đó Diêu Doanh Doanh vào vai Ngô Đức Hiền. Ngày 8 tháng 4 năm 2013, cô tham gia bộ phim Cảnh Sát Thần Thám Cao Luân Bố do Lý Thiêm Thắng và Vương Vĩ Nhân đồng đạo diễn, được phát sóng tại Hồng Kông, trong đó Diêu Doanh Doanh thủ vai Đường Thái. Ngày 17 tháng 6, cô cùng Lý Tư Kỳ, Đơn Lập Văn, Quách Tấn An và các diễn viên khác tham gia bộ phim Hài Thục Nam Hữu Hoặc được phát sóng tại Hồng Kông, trong đó Diêu Doanh Doanh đóng vai Tào Tiếu Na. Ngày 4 tháng 7, cô xuất hiện trong bộ phim Hài Tội Phạm Mù Thám do Đỗ Kỳ Phong đạo diễn, với sự tham gia của Lưu Đức Hoa, Trịnh Tú Văn, Quách Đào và Cao Viên Viên. Được công chiếu tại Trung Quốc đại lục, với tổng doanh thu phòng vé là 214 triệu tệ, trong đó Diêu Doanh Doanh vào vai con dâu của Bằng. Ngày 30 tháng 3 năm 2015, bộ phim Cảnh Sát Dĩ Hòa Vi Quý do Lâm Chí Hoa đạo diễn và có sự tham gia của Từ Tử Sang, Lý Tư Kỳ và Mã Đức Chung được phát sóng tại Hồng Kông, trong đó Diêu Doanh Doanh thủ vai Hồ Diêu Bích Sang. Ngày 15 tháng 1 năm 2018, bộ phim Tội Phạm Kịch Tính Bình An Cốc Chi Quỷ Cốc Truyền Thuyết được phát sóng, trong đó cô vào vai Lão Phân Thẩm. Ngày 9 tháng 7, bộ phim Baby đã đến được phát sóng lần đầu tại Trung Quốc đại lục. Ngày 29 tháng 10, bộ phim Hài Nhẹ Là Như Thế, Thưa Quan Tòa được phát sóng độc quyền trên Youku, trong đó cô vào vai em gái của Phạm Tiểu Vũ. Ngày 25 tháng 11, bộ phim Cứu Thê Đồng Học Hội được phát sóng lần đầu tại Hồng Kông. Ngày 30 tháng 3 năm 2020, bộ phim Sân Bay Đặc Cảnh do Trần Diệu Toàn đạo diễn được phát sóng độc quyền trên Youku. Ngày 17 tháng 8, cô tham gia bộ phim Quá Giới Anh Hùng do Ngô Quán Vũ đạo diễn, được phát sóng tại Hồng Kông. Ngày 9 tháng 8 năm 2021, bộ phim Thất Công Chúa do Trần Duy Quân và Hoàng Hạo Huy đồng đạo diễn được phát sóng tại Hồng Kông, trong đó Diêu Doanh Doanh vào vai Lý Thục Phân. Ngày 23 tháng 11, cô tham gia bộ phim Hành Động Quyền Vương do Trần Diệu Toàn và Tiền Dĩnh Chi đạo diễn, cùng với các diễn viên Lê Diệu Tường và Trương Chấn Lãng, được phát sóng tại Hồng Kông. Ngày 10 tháng 1 năm 2022, bộ phim Thiết Quyền Anh Hùng được phát sóng lần đầu tại Trung Quốc đại lục và Hồng Kông. Ngày 11 tháng 7, bộ phim Hồi Quy được phát sóng lần đầu tại Hồng Kông. Ngày 1 tháng 8, bộ phim Cổ Trang Phì Tử Điện Hạ được phát sóng lần đầu tại Hồng Kông, trong đó Diêu Doanh Doanh vào vai Phong Tứ Nương. Ngày 30 tháng 1 năm 2023, bộ phim Tình Cảm Kịch Tính Ngạo Kiều và Trương Kinh được phát sóng độc quyền trên Youku. Ngày 31 tháng 7, bộ phim Tình Cảm Sủng Ái Pet Pet do Trần Diệu Toàn đạo diễn được phát sóng lần đầu tại Hồng Kông.